Xin chào tất cả quý khách hàng. Hiện tại là Nhân đang đứng tại một cái con đường làng để đi vào dự án Cát Tường Phú Hòa. Như phía sau lưng của Nhân là đường tỉnh lộ 10. Thì đường tỉnh lộ 10 này, nếu như mình chạy ra ngoài đó, mình rẽ bên tay phải là mình sẽ chạy về Sài Gòn. Còn nếu như mình xuống tay trái thì mình đi xuống thị trấn Đức Hòa. Bây giờ Nhân sẽ dẫn tất cả quý khách hàng mình cùng đi vào tham quan dự án Cát Tường Phú Hòa. Rồi, xin mời. Bây giờ là mình đang trên đường đi vào khu Cát Tường Phú Hòa nha cả nhà. Thì như mình thấy hai bên thì dân ở rất là đông rồi, rất là sầm uất luôn. Thì cái khu này nó cách thị trấn Đức Hòa chỉ có 1 km thôi. Và xung quanh khu này thì hầu như là những cái tiện ích có hết rồi. Và cái đường này bên phía công ty chủ đầu tư tập đoàn Cát Tường cũng đã thẩm nhựa luôn. Thì đây cũng là một cái lợi thế để cho những cái người dân ở trong đây được thụ hưởng cái đường lộ này. Thì lúc trước ở đây hiện tại là đường đất và trải đá thôi, thì khi mà mưa rất là dơ. Và khi cái con đường này được hoàn thành đó thì hầu như là những cái người dân trong đây cũng rất, phải nói là rất là khuyến khích, rất là phấn khích nha mọi người. Rồi mình sắp tới dự án rồi. Rồi bây giờ thì mình đã tới được cái dự án Cát Tường Phú Hòa do chủ đầu tư là tập đoàn Cát Tường đầu tư tại khu này. Thì Nhân cũng nói một cái lý do sơ sơ cho mọi người. Khi mà mình từ cái khúc ngoài mình đi vào đó thì hầu như là cái đường nó xong hết rồi. Nhưng mà khi vừa lọt vào cái khu thì quý vị cũng thấy luôn là hiện tại là hạ tầng chưa làm. Tại vì mỗi một lần mà làm cái hạ tầng đó thì chủ đầu tư sẽ làm chọn một cái khu luôn, thì lúc đó là cái đường nó sẽ không có bị lỡ dở hoặc là nó bị bong chóc những cái chỗ mà kết nối đó mọi người. Cho nên là sẽ làm chung một lượt với dự án này. Rồi mời mọi người tham quan nhé. Thì bên đây được một cái là bên chủ đầu tư làm hạ tầng rất là nhanh. Như mình thấy là cái dự án này mới rao bán cách đây khoảng chừng 15 ngày thôi, là nửa tháng, mà hạ tầng vỉa hè đã lót gạch xong rồi nè. Nó đã bố vỉa đó, như tất cả những khu bên kia đã bố vỉa xong hết rồi, mọi người thấy ha. Đó, và bên đây thì trang trí những cái đường hoa rất là đẹp. Thì như mọi người thấy ở đây là công ty tạo những cái cảnh quan để khi mà quý vị khách hàng mình xuống đây tham quan đó, mình có thể là chụp hình tại cái khu này. Và ở đây là được lót cỏ, nhưng mà cỏ này là cỏ nhân tạo nha mọi người, đi rất là im chân giống như massage vậy đó. Và cái khu này thì nhân xin nhắc lại, tức là ở đây cũng là một cái lô đất của một cái khách hàng đã mua rồi đó. Thì khi mà xong cái dự án này rồi thì công ty sẽ dời những cái cảnh quan này đi chỗ khác. Đây. Thì ở đây là có một cái cảnh quan làm bằng một cái trái tim ha, rất là đẹp. Thì quý vị khách hàng mình xuống đây là có thể là vô tư selfie đó, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Nhân mời quý vị khách hàng mình đi qua phía bên kia. Đây tại vì là trong công ty không có cho mang giày vô, cho nên phải bỏ giày ra ngoài mọi người. Hồi sáng giờ là đi ba dự án rồi, Mỹ Hạnh Hoàng Gia, Nam Đô La Villa, bây giờ là Cát Tường Phú Hòa. Dễ thương. Ở đây là khi công ty trang trí làm những cái cảnh quan như thế này đó, thì những cái em nhỏ tại khu vực xung quanh đây và đi chơi rất là đông, rất là vui. Rất là đẹp nha mọi người. Đẹp không? Đây.
Rồi nhân nói sơ sơ về dự án thì dự án này là 5 hecta, dự án rộng 5 hecta phải rơi vào khoảng hơn 100 nền đó mọi người. Thì cái giá đây là từ 10 nhân nghe phong khoanh là từ 14 cho tới 18 triệu, thì nó tùy vị trí. Chẳng hạn như mình mua những cái vị trí mà nó gần công viên, view công viên đó, hoặc là lô gốc hai mặt tiền, hoặc là trục đường chính, thì cái giá lúc nào nó cũng sẽ cao hơn tầm 10-10%. Còn nếu như mình mua những cái lô thường thì với cái giá nó tầm nó sẽ bằng nhau. Và diện tích tại cái khu này từ 4-16, nhưng thấy trên sơ đồ là 4-16, 4-18, khoảng 800 mấy một lô đó. Thì khi mình mua thì mình trả trước 50% thôi, còn lại thì mình góp trong vòng 18 tháng. Hoặc là người khách hàng có thể trả luôn, thì công ty sẽ chiết khấu cho mình là 8 chỉ vàng trên một lô. Rồi. Ôi trời xuống ơi. Rất là hay. Thì bây giờ hiện tại là khu này còn khoảng tầm khoảng 10 nền đó mọi người. Thì quý khách hàng nào muốn mua thì cứ alo cho Nhân, thì Nhân sẽ tư vấn nó rõ hơn, kỹ hơn. Rồi để mình khi nào mình muốn xem dự án thì Nhân sẽ dẫn cho mình xem. Rồi được vị trí thì mình cứ mua thôi. Đó, bây giờ Nhân mời mọi người qua bên cối xe gió bên kia. Thì so với những cái tiểu cảnh ngoài kia đó, thì ở đây là Nhân thấy đẹp nhất, rất là đẹp luôn mọi người. Là cối xe gió thì nó có một cái câu chuyện gì đó, có một cuốn sách nó viết về cái cối xe gió đó. Thì cái đó là Nhân không rành lắm, mình cứ search Google nha. Còn ở đây là những cái hoa gì, hoa lily đó ta, phải lily không? Đẹp quá ha. Lấy xuống nha. Rất là đẹp luôn. Rồi thì Nhân xin thông tin một vài thông tin nữa về cái dự án. Thì dự án này từ ngoài tỉnh là 10 đó, lúc nãy Nhân có quay cho mọi người đó. Từ ngoài đó thì mình chạy vô nó khoảng chừng hơn 300m, khoảng 400m. Thì với cái vị trí này đó và với cái giá này thì được một cái là khi mà mình mua đó thì mình trả góp. Qua những cái khách hàng đầu tư thì rất là thích đầu tư theo cái kiểu là được trả góp. Nhiều khi mình trả góp là mình có thể mua được 2 nền đó, cho nên là người ta rất là thích. Và khi mua 2 nền thì được chiết khấu rất là cao. Thì lúc đó mình đầu tư là chẳng hạn như mình mua thì chiết khấu rất là cao, rồi tầm khoảng 8%. Đó, thì lúc mà mình mua mình ký hợp đồng xong mình bán là cái giá vốn chẳng hạn là mình cũng lời được 8% đó rồi. Đó, rất là tuyệt vời nha mọi người. Rồi bây giờ Nhân dẫn vô phía trong một cái nữa. Rồi Nhân sẽ kết thúc video nha mọi người. Rồi xin mời Nhân. Rồi Nhân mời cả nhà mình cùng lên xe đạp để Nhân chở vòng vòng dự án chơi nha. Thôi Nhân nói chơi vậy thôi. Thì hồi nãy giờ là bởi vì một cái dự án á, thì hầu như là mới sơ khai thì nó chưa có một cái gì hết. Thì chủ đầu tư họ sẽ làm những cái tiểu cảnh, làm một cái gì đó gọi là điểm nhấn để cho nó đẹp cái khu của mình. Thì lúc đó sẽ thu hút khách hàng hơn. Và Nhân xin nói lại một chút xíu là cái dự án này được một cái là nó nằm ngay trung tâm chính Đức Hòa. Thì hầu như là tất cả những cái tiện ích chẳng hạn như là chợ, trường học, bệnh viện và đường xá này nó ok hết rồi, nó không còn cái gì để bàn cãi hết. Thì khi mà nếu như mình mua đầu tư đó, thì được một cái là đầu tiên là chủ đầu tư bán cái giá nó sẽ tốt hơn. Và quý vị khách hàng mình nếu mà dân đầu tư thì mình sẽ để ý được những cái kiểu cách như là khi mà mua dự án mới sơ khai
mà lúc mà xong hạ tầng thì cái giá cả nó khác, và khi mà dân ở đông thì giá nó cũng khác. Và cái đặc biệt nhất là cái sổ hồng, tức là cái chủ quyền sở hữu đất của mình mà nó có được cái sổ hồng rồi đó, thì lúc đó hầu như là cái đất nó đã lên gấp đôi hay gấp ba. Rồi, xin mời mọi người qua đây. Thật sự sáng giờ là đi gấp đuối cho mọi người, đi ba cái dự án mà mưa rồi xong rồi nắng, nắng rồi xong mưa, và đi ba cái dự án như vậy từ lúc sáng sớm tới bây giờ luôn, rất là mệt, rất là đuối. Thì Nhân sẽ quay thêm một cái dự án này nữa là Nhân sẽ kết thúc. Rồi, và bây giờ là quý vị khách hàng sẽ nhìn vào phía trong, là phía trong bên đây ha, là lúc đó là đã kết thúc cái dự án mình rồi. Bây giờ phía bên kia là có nhà dân rồi mọi người, nó bên kia là có nhà dân rồi ha, cho nên là mình không thể nào mà mở rộng được nữa, cho nên là vỏn vẹn là khoảng 5 hecta và khoảng 200 nền thôi, chứ nó không có nhiều hơn được cho mọi người. Và nếu như tất cả người khách hàng mình muốn tham quan dự án này thì cứ alo cho Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Thì đầu tiên Nhân sẽ dẫn cho mình tham quan dự án trước, và nếu như còn cái nền nào thì lúc đó là mình sẽ tiến hành chọn vị trí và giao dịch cho mọi người. Và để biết thêm rõ về cái thông tin dự án này thì người khách hàng mình hãy xuống cái phần mô tả. Xuống cái phần mô tả đó thì tất cả những thông tin dự án thì hầu như đã có hết trong đó rồi. Rồi, nếu được thì cứ alo cho Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau. Và quý khách hàng mình hãy nhớ bấm nút like và nút đăng ký để có thể xem những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào.